Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau tại sân vận động El Libertador để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra. Đồng đội của anh ấy đến để hỗ trợ, cản bóng tốt. Một lối chơi đồng đội rất tích cực, cầu thủ có bóng đang nhận được sự giúp đỡ tốt từ đồng đội. Anh ta luôn có một cơ hội 10-10. Đến vị trí có được sút bóng rồi. Ồ, bóng đã vào lưới. Những bước di chuyển của bóng rất tốt và họ đã có được bàn thắng cho mình. Bàn rồi, đó thật sự là một pha tổ chức tấn công tốt. Son Heung-min đã ghi bàn. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu, tỷ số là 1-0. Pha tấn công của Barcelona. Một cơ hội rất tốt, anh ta đang rất tập trung, anh ấy cản phá. Bóng vẫn trong sân, một cú sút rất hoàn hảo. Rất sớm của trận đấu. Sergio Ramos, Marcelo. Lionel Messi. Anh ấy thật sự đã có một pha bóng rất nỗ lực để đánh đầu. Tôi biết đó là một nỗ lực phi thường. Vâng, anh ta đã ở rất gần với bàn thắng rồi, nhưng anh ta đã bỏ lỡ nó, thật không may mắn. Như anh đã nói, nó có thể tạo ra sự khác biệt trong trận đấu này. Đã từng vậy, họ đã bất cẩn làm mất quyền kiểm soát bóng. Một cơ hội, Barcelona vừa ghi được bàn thắng. Còn họ đã có bàn thắng vô hòa, không thể ghi được. Một cú sút rất khó, tôi không thể tin là anh ta đã thực hiện cú sút. Chúng ta đã trở về với cân bằng 1-1. Bóng lên và một bàn thắng. Anh ta rút một chiếc bóng, một chiếc rất hoàn hảo, rất xuất sắc. Một quả phạt góc dành cho Barcelona. Eto. Và đồng đội của anh ấy đang di chuyển tới Rose. Hắn đi suối mà.
và cơ hội đi rồi. Anh ta sẽ tung ra cú sút của Lionel Messi. Cú phá đấy có một pha ghi bàn tuyệt vời hay sao? Vừa rồi là bàn thứ hai của anh ấy trong trận đấu. Đối phương không thể cản nổi nỗ lực ghi bàn của anh ta. Tỷ số của trận đấu đang là 2-1. Siêu sao Eto đã chiếm được bóng với pha cản rất tốt. Chúng ta đã cùng chứng kiến hiệp 1 của trận đấu và đã có rất nhiều điều để nói. Anh cảm thấy điểm nhấn của hiệp 1 là tình huống nào? Đó là một hiệp thi đấu quyết liệt với cả hai đội. Họ thật sự rất tương đồng ở nhiều mặt. Tôi đồng ý với anh về điểm này. Họ cần phải tổ chức tấn công nhiều hơn nếu như bất tỏ ra vượt trội so với đối thủ. Hiệp thi đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Ronaldo. Ra chính vì vậy anh ta đã thực hiện một cú lốp bóng. À vâng, nhưng nó trông không có một chút hiệu quả nào cả. Anh Hoàng Lân có nghe những tiếng la hét trên khán đài không? Chỉ vì đó là pha cứu bóng đầu tiên của thủ môn. Và tiếp theo đây sẽ có hai sự sáng tạo trên bàn gỡ dư đủ đến từ đội Barcelona.